Nhớ tiếng lừa ngúng ngúc. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào với video, tất cả các bạn nhớ bấm nút like, nút subscribe để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận 1.000 bit cơ có thể chơi như là thằng Binomo, thằng WinFreeTech nha bạn. Nếu các bạn còn lại, các bạn có thể rút về tài khoản liền luôn các bạn. Rồi để tham gia dự án, các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản. Thôi mình đăng ký mình login bằng Google, Facebook, Twitter cho nó mau các bạn. Rồi, email ảnh Nhân Quỳnh luôn nữa. Một cái kẹo này là khá là ngon nha các bạn. Các bạn chờ một chút nha các bạn. Rồi, các bạn đặt username mình nghe các bạn. 1, 2, 3, 4. Đây, rồi bấm continue các bạn. Đây là cái sàn để chơi thôi. Sàn nào mới ra nó cũng tặng cho các bạn một khoản phí này các bạn. Mình đã nhận được 1.000 Bitcoin rồi nha các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Bỏ đi. Rồi sau khi các bạn công ngày với cơ, các bạn bấm vào nút update nhấp vào hoạch này nha các bạn. Cái này cứ như là mình đặt giá của thị trường Bitcoin lên hoặc xuống thôi, nó cũng như là những cái sàn chạy bo vậy thôi. Một cái game khá hấp dẫn nha các bạn. Mẹ nó kỳ, chạy nó chậm quá ta. Sau khi các bạn có 1.000 đồng Bitcoin, các bạn đặt là up là giá Bitcoin tăng nha các bạn, còn down này là giá của Bitcoin giảm nha các bạn. Đây mình đặt hết luôn, đây trong vòng 1 giờ nó sẽ ra kết quả. Ví dụ như mình đặt, các bạn đặt 1.000 thì nó sẽ thắng được 1.000 nha các bạn. Vậy đây mình đặt giảm. Cái đồng Bitcoin này các bạn biết đồng Bitcoin nó chạy nè, mình đặt giảm nè, đặt số lượng đặt 1.000 luôn, mình chơi gan nó qua 450, 500, mình đặt maximum luôn các bạn. Rồi bạn bấm cầm phim nha các bạn. Rồi như vậy mình đặt xong. Mọi video thắc mắc mình, các bạn đã không hiểu, các bạn có thể comment dưới mình trả lời cho các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.